Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Tỷ số đang là 2-1. Đây sẽ là trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3, thứ 4 trong cái kèo đấu này. Và đây là xe đấu thứ 2. Vâng, lên cung R thì nó không được nhanh như đánh đàn đâm. Thành ra là phải đợi. Hai con voi bầy hươu quả. Đây rồi, trời, đúng cái bóng đen ngay đây. Đây con đây là cái con bách. Gỗ đâu đã thấy. Quả đầu 7 cây. Vậy là khu vực 3 giờ và 12 giờ, hai nhà chúng ta đang là tương đối xa nhau, mỗi cái một góc. Cánh rừng già, có thêm cánh rừng nữa. Đồ ăn thôi. Quan trọng bây giờ là chỉ tìm đồ ăn thôi. Vâng, vậy là tiếng game vẫn bé rồi, em sẽ to tăng lên. Chắc là tùy theo mọi máy thôi. Nhiều anh em kêu tiếng game bé, tiếng game to. Một con voi này anh Bách đưa về rồi. Chỗ này thì tầm phút thứ 5 thôi là sẽ có được chiếc đâu. Một voi nữa, vậy là hai voi có quả, có cả bầy hiều ở đây. Hiều đầu sẽ làm một khu vực nào. Úi dồi, vâng vậy là bàn băng binh rồi. Vâng ra đóng chiếc S thì gặp hai con voi. Phải chăng để dấu chấm hết cho đội bạn trong trận đấu này. Hy vọng là bài của thầu cũng sẽ đẹp như vậy. Cũng đang đưa một bầy hiều về. Bầy hiều đầu. Đây là chiếc S đầu. Có hai con voi. Thiếu thêm một đồ nữa thôi. Hai đồ sẽ khỏe. Một đồ thì đủ đồ. Một đồ nữa thì coi như là tròn đồ. Đầu thì tính thêm một bầy vãi quả và hai con voi nữa là bài nó sẽ đẹp. Và khỏe với bài AC mùa 2. Thì đây là bài. Con voi thứ tư được đưa về. Còn một bãi quả cũng như là một bầy hiếu nữa. Để cho anh có thể khai thác được. Bãi quả phụ 6 cây. Mác binh dành cho cái bài này rồi. Cũng báo về mà chết một con nông dân thì phải. Vâng, anh Hào không phải Long Thiếu Gia nhé. Long Thiếu Gia tên lấy tên là Long Thiếu Gia. Còn anh Hào nó chỉ là một game thủ trẻ của 69 thôi. Vâng, Long Thiếu Gia thì hiện tại cũng đang thi đấu cho 69. Chứ còn không phải là anh nào là Long Thiếu Gia đâu anh em. Lăm phần trăm của bài mùa 3 này. 15% đến từ bài mùa 3 trong cái map U này. Cũng là một cái gì đó mà cần phải lưu ý. Đây sẽ là chiếc DS thứ 3 được anh Bách thiết kế. Ok,
kiệt đời vào tầm 17. Đang nóng nha điều kiện. Không phải 17x rồi, cái đời tầm 15x với 28 nông dân của AC. Ra thêm 4 cái ruộng ngay tại check BG này. Quay trở lại máy game tù tiểu bàn đầu, cũng là người đã kích đời rồi. Ra thêm ruộng, bài được là hơi yêu. Ra phải tầm 1, 2, 4, 5, 6 cái ruộng rồi. Trên ruộng thứ 7, anh Hào là người gần sớm. Nhưng mà sớm như vậy thì cũng chưa nói lên nhiều điều. Khi người ta liếu sang nhà mình thì có tấn công thôi. Sang Long cộng chị Boy thì cũng không rõ được. Không rõ, không rõ. Vâng, chào anh Vũ Văn Thiên nhé. Vâng em không? Thì đấy là phải tiếp tục công cuộc là đi làm. Không có gì cả. Vâng, đánh làm bên làm nhà BA dành cho cái thủ Hoàng Mạnh đi rồi. 32 trên 36. Điểm số của thì hư đang cao. Chẳng hỏi tới giờ. Không bây giờ cũng không được nhau mấy đâu. Bên kia người FC đó là cái thủ anh Hào. Bên sớm là người lên đời muộn nhất so với ba cái thủ còn lại. Tân cung đầu tiên được anh để đi. Qua ra mới có bóng đá. Ngư đây rồi. Vâng, đã hai hàng nghe rồi, hôm nay cũng nhiều gỗ vậy. Con xe với gần xe đường 5A này tư được hàng nghe nữa. Chỗ này khả năng cao là bo rồi, một BB rồi. Sao như vậy? Vâng, đây là nhiều bùn chơi Chelsea nữa cơ. Vâng, đây rồi. Cao này người dâm. Khả năng 16 này người dâm. Dâm 5A. 13 cũng đầy lên đây. Vâng, vậy là Bách sẽ rơi như thế và phải chống chọi với hai nhà. Hay lắm Ngư. Ngư đi ba con cung đỏ và chết. Sẽ vẫn đỡ được rồi. Sẽ vẫn đỡ được rồi. Vâng, anh Hào. Hay quá. Vâng, anh Hào lại làm gì đây? Đi ra Nga mà chưa rơi được hiệu quả gì. Vâng, chết những con cung đỏ đầu tiên. 8 trên 52. Đây là thầu. Vâng, đây là cung đỏ nhà của cái chủ anh Hào. Thầu đã có tên cùng bắn vào những cơ sở đi ra Nga. Dân ở giữa bản đồ. Không thể đẩy con lên đây được. Vâng, thầu đang bắn vào. Trong khi ở nhà mình bà đang bắn vào bãi gỗ thì phải. Có chỉ có một con cung đỏ hạ đây rồi. Gỗ của màu 6 đang rất nhiều. Lưng chặt gỗ 2 thì có đi của màu 2 này. Màu 6 đang không để ý đơn vị lông dân. Cảm giác màu 6 này đang như đang làm gì đó. Bản đồ thì đang có tình huống một con nó cứ đục vàng thì thôi rồi. Bắn xong thì đi mất rồi. Bắn xem bị thủ hay nào. Đây rồi, 16 đây, 16 đây. Ra vừa cho bắt tên này đi anh. Rồi, bắt lốt 5 con cung đờ đi là màu 6 coi như nó phế toàn tập trong cái tình huống đi dâm này. Màu 3 open là cái thủ Hoàng Mai Nhi với ít nhất là tầm 5 tên cung. 5 tên là gần kích rồi. Chắc 4 tên thôi, 5 tên nhiều quá. Vâng, vậy là chỉ có 4 tơn thôi. Chỉ có anh em một tơn nó hơi quá. Để mang người dân ra, cần thiết là đảo.
như vậy thật. Trời ơi, 55 trên 80 rồi. Bên kia màu 6 thì hoàn toàn là phế rồi. Chúng ta rơi về thế mà hai nhà chúng ta đều có thể có nhà. Bạch đặc điều cung R với màu 3 kim tử tiểu thủy ngư. Màu 6 có 4 một cung R đang sang vào đây. Thầu đang đốt hết A và đang có tình huống muốn sang. Có sang không? Nhà BA thứ 5. Bạn đang khó khăn. Ừ, màu 3 đang cứu đồng thì ba con như vậy. Tiếp tục đẩy quân lên dành cho Thủy Ngư. Vâng, tiểu Thủy Ngư đang đẩy quân lên đây chân lực. Thầu phải làm cái gì đó. Màu 6 đây. Vâng, lọt vào nhà màu 3 một tên. Chúng ta cùng xem. Ngư ghê thật. Rồi, đang xây A mới đến từ game thủ màu 6 này. Đang xây thêm A mới và thầu cũng đã chủ động đánh bùng ra. Chủ động đánh bùng ra dành cho thầu. Còn xây được một nhà BA thì chết ra con tầm 3 con nông dân. Anh Hào là người hiện tại đang không đi đâu. Làm cơm vào nhà màu 3 đi. Cái khu vực bên dưới kia thì Ngư chắc không phát hiện ra nó còn nguyên hở đấy. Chính xác là khu vực này. Bắt ra 47. Rồi, bắt hết tên này không? Chắc chắn là màu 3 sẽ không thể đẩy quân lên được vùng dập nữa rồi. Anh sẽ vẫn quáng ngoại thủ với tên này. Anh thầu phải làm cái gì đó. Rồi đã là nhà bè thứ 7. Rất đông quân. Đang còn nhiều quân ở nhà. Ghê nhỉ. Trời ơi, những cái con dốc mà chơi vào. Chơi được tên này. Còn nhiều hơn. Vẫn đang đẩy quân lên dành cho vùng 2 này. Nhà bè vẫn đang sóc lên, ra cố tìm những thằng nhà. Anh Hà vẫn đang làm thang điên hoàng đây và gần như đang bị quả. Rất phế dành cho anh Hà trong trận đấu này khi dân Nga đang không à, vừa xây thêm được hai nhà bè nữa. Rất gì vào này nọ. Nhìn như vẫn đang đưa thủ nhà. Làm hết đơn vị đông dân này của màu 6. Màu 6 đang tương đối yếu. Hôm nay chắc là trận đấu này chắc chỉ là tình huống mà đi thôi. Ăn xong đi xây A thôi. Đang định hoang thì bãi quả. Thì phải đen nhà bây giờ. Tiếp tục đen nhà bây giờ dành cho cái thủ đô. Ờ, chào bạn Đông nhé. Anh Linh nghỉ lễ không đi chơi không ra quán kia bạn này anh. Nhà hàng xe kéo này. 17 rồi. Nó bay vào, chạy từ này, ui dồi ôi. Mày bay là tham tầm 50 rồi đấy. Sáu đang đông quân, trong khi à không màu ba đang đông quân, trong khi màu sáu vẫn đang lang thang như cùng để đi vào móc máy. Gì vậy? Anh Hào cứ đang lang thang mà mất dần cung thôi. Mới kiếm ăn được là thằng nào mà xem kẹo. Tốt tốt thế rồi, cứ như là phát huy thôi. Tiếp tục mà ra và kiếm ăn thôi. Tham lở đến 120. Làm một tên to vào nhà màu 3 không. Màu 3 thì không biết từ khu vực kia thì đã kín rồi, đã kín rồi. Tham lại đang lở lên dành cho thầu. Tiếp tục ra thêm ruộng. Màu 6 thì yếu hơn rất nhiều so với anh Michael. Đấy là 62 rồi. Hơn 20. May ra thì cầm đấy. Tham đỏ. Con tham của màu 3 anh em được xem một tên tham đây. Tham màu 3 thì em dự là rơi vào cái tầm 80, thậm 90 thôi. Con thầu mà mình gỗ rồi. Đâu nơi trên bàn đồ anh em mình rất to đến cái tủ kiểu bắt đầu mà đi vào. Rất to đến thứ thầu đấy. 132 trên 148. Rồi đây là tên rơi vào tầm một hơn kích á. Ai chà, màu 3 không tên to. Một tên to xông vào đây. Vâng, tình huống mà đi quân rất dứt khoát đến từ
Cái tổ tiểu thủy ngư rất dứt khoát, trong khi thầu cũng xét ra một tình huống mà đáp trả lại bằng tình huống đi cũng một tên to vào. Và người ruộng ngư rồi, ngư đang làm một tình huống mà gần như là quyết định đổi nhà. Nhưng mà liệu tình huống của ngư lại có ăn thua không? Khi chúng ta thì thầu vẫn đang nghĩ là thằng này là 112, trong khi bách khả năng cao là 100 rồi. Vâng, vậy là không công được và đi sai dành cho tiểu thủy ngư, tỷ số là 3-1 dành cho liên quân Hoàng Mai.